Số 63. Chuyện hiền sĩ Cha La. Tiền thân Ta Kha. Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, vì một tỷ kheo bị tham dục chi phối. Khi được hỏi, vị tỷ kheo thú nhận rằng mình bị tham dục chi phối. Bậc đạo sư hỏi: "Đàn bà thật giống Ân Bội Nghĩa, tại sao ông lại để dục tham chi phối vì họ?" Và ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Ramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát đã chọn đời ẩn sĩ, xây dựng cho mình một am thất bên bờ sông Hằng. Tại đó, ngài đã đạt các thắng trí cùng các thiền chứng và an trú trong thiền lạc. Thời ấy, vị quan giữ công khố ở thành Ba La Nại có một cô con gái rất hung dữ độc ác, được mệnh danh là Ác Tiểu Thư, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân nô tỳ của mình. Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiểu thư đến vui chơi giải trí trên sông Hằng. Cả đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn bỗng nổi dậy. Vì thế mọi người vội vã chạy trốn, còn lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to: "Đây chính là thời cơ tống khứ kẻ độc ác này đi." Rồi chúng ném thẳng cô gái xuống nước và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, mặt trời dần khuất và màn đêm xuống rất nhanh. Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ, liền bị tra hỏi: "Tiểu thư đâu?" Họ đều thưa rằng tiểu thư đã bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biết nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích cô gái đi lạc. Trong lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo. Đến nửa đêm thì trôi dạt vào gần am thất của Bồ Tát. Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ: "Đây là tiếng đàn bà kêu cứu, ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới được." Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng để tìm thấy nàng giữa dòng nước. "Đừng sợ, đừng sợ." Ngài vui mừng kêu lên và lội xuống. Rồi nhờ sức lực cường tráng như voi của ngài, ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am thất để sưởi ấm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dục. Khi nàng vừa ăn, ngài hỏi: "Nhà cô nương ở đâu? Cớ sao lại rơi xuống sông?" Cô gái kể lại hết mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: "Cô nương cứ tạm thời ở lại đây." Ngài để cô gái trong am thất, còn phần ngài ra ở ngoài khoảng 2-3 ngày. Sau đó, ngài bảo cô gái ra đi. Xong cô ả cứ nấn ná ở lại, cho đến khi quyến rũ được vị ẩn sĩ này say mê mình, mà cô vẫn không chịu đi đâu cả. Thời gian qua, cô gái dùng mọi vẻ yêu kiều của mỹ nhân kế, khiến ngài mất hết thiền lực trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ấy sống trong rừng. Nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quạnh mãi, nên đòi ngài đem về nơi có dân cư. Thế là chiều theo lời năn nỉ ỉ ôi kia, nàng đành đem nàng ấy ra đi đến một làng ở biên địa, nuôi sống nàng bằng cách bán quả trà là, nên được gọi tên là hiền sĩ trà là. Dân làng nhờ ngài dạy cho biết cách trước lúc được mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền cho ngài và biếu ngài một túp lều để sống ở cổng làng. Bấy giờ hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại phá phách. Ngày kia bọn chúng tấn công vào làng ngài đang ở và cướp của cải. Chúng bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng rồi cao chạy xa bay, mang theo cô tiểu thư, con quan thủ khố cùng với nhiều người khác về xào huyệt của chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, xong giữ lại cô gái có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lĩnh. Khi Bồ Tát biết việc này, ngài suy nghĩ: "Chắc nàng sẽ không chịu ở xa ta đâu, nàng sẽ trốn về đây với ta." Thế rồi ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở về. Trong lúc ấy, nàng thấy rất hạnh phúc và được phỉ nguyền với bọn cướp kia, nên cứ đùm nớp lo sợ có ngài vị hiền sĩ bán trà là đến bắt nàng đi về lần nữa. Nàng nghĩ thầm: "Ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta phải nhắn tin cho vị ấy, giả vờ làm dễ yêu thương để dụ vị ấy đến đây mà chịu chết cho xong." Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang khổ sở lắm, và nàng mong ước ngài đến cứu đi về. Ngài tin lời nàng, vội vã lên đường đến cổng làng của bọn cướp, nhắn tin cho nàng. Nàng bảo: "Bây giờ ta trốn đi, chắc phải rơi vào tay tên thủ lĩnh và hắn giết ta thôi. Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi đào tẩu." Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng. Vào nửa đêm, tên cướp trở về, nực nồng hơi rượu, nàng hỏi hắn: "Này Lan Quân, chàng sẽ làm gì
nếu tình địch ở trong tay chàng. Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo, có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu, hiện nó đang ở trong phòng kế bên ấy. Cầm vội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ Tát, đánh đấm khắp mình mẩy cho hả giận, cam lòng chịu đựng những cái đấm kia. Bồ Tát không hề kêu than gì, mà chỉ nghĩ thầm, ôi Phường Dông Ân bội nghĩa, thật là gian ác, bọn lừa đảo điêu ngoa xảo trá thế là cùng. Ngài chỉ nói chừng ấy thôi. Sau khi đã đánh đập và trói chân Bồ Tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say xưa hồi hôm, tên cướp lại đánh đập Bồ Tát lần nữa. Ngài cũng không kêu than gì, mà chỉ lặp lại mấy lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và hỏi lý do tại sao khi bị đánh đập, ngài cứ nói mãi như thế. Hiền sĩ Chà Là đáp, này nghe đây, rồi ngươi sẽ hiểu rõ. Trước kia ta là ẩn sĩ độc cư trong rừng quan, đã chứng đắc hiền định thắng trí. Sau đó, ta cứu người đàn bà này ra khỏi sông Hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu, song đã bị nó quyến rũ nên mất hết thắng trí. Rồi ta từ bỏ rừng sâu, đem nó về làng sinh sống. Từ đó, nó bị bọn cướp mang đi. Nó lại nhắn tin cho ta là nó đang chịu khổ sở và xin ta đến giải cứu nó. Này nó đưa ta vào tay của ngươi, vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó. Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn thầm nhủ, nếu cô ả chẳng chút thương tiếc một người tốt đã từng làm ơn cô ả nhiều như vậy, thì cô ả sẽ không làm hại ta sao được. Ả phải chết. Thế là sau khi an ủi Bồ Tát xong, hắn đánh thức cô ả dậy, vừa cầm kiếm trong tay, hắn vừa bảo rằng hắn sắp giết Bồ Tát ngoài cổng làng. Rồi bảo ả giữ chặt hiền sĩ Chà Là, hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ như sắp giết ngài, nhưng lại chặt làm đôi của ả đàn bà kia. Xong xuôi, hắn tắm gội cho Bồ Tát sạch sẽ từ đầu đến chân, và tiếp đãi ngài đủ món cao lương quỷ dị suốt mấy ngày liền cho ngài thỏa thích. Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng tên cướp hỏi. Trần thế chẳng có gì vui thú đối với ta cả, bậc hiền sĩ nói. Ta sẽ sống đời ẩn sĩ như xưa tại am thất cũ trong rực. Thế thì kẻ hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ, như vậy cả hai đều trở thành ẩn sĩ sống tại am thất trong rừng kia, cùng đắc các thắng trí và các thiền chứng, cho đến khi mạng chung thì thọ sanh lên phạm thiên giới. Kể câu chuyện ấy xong, bậc đạo sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện qua các dần kệ sau. Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân, nói mồm hai lưỡi bọn Dông Ân, kẻ gieo chia rẽ rồi gây chiến, về hỡi tỷ kheo hãy bước chân thẳng tiến đường thanh cao chắn hẳn, rồi ngươi thấy cực lạc siêu trần. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, và lúc kết thúc bài giảng, vị tỷ kheo bị tham dục chi phối đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là tướng cướp và ta chính là hiền sĩ.